Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bếp Của Mà nha. Hôm nay em không có nấu ăn nữa mà em dẫn mọi người ra phía sau rẫy nhà em để thu hoạch cải. Cải ngọt đó mọi người, cải ngọt nè. Cải ngọt này đang tới mùa thu hoạch rồi nè. Nhưng mà ở dưới em là nhổ những cái cây bé bé về bán thì sẽ bán được hơn là mình để cái cải nó to ra. Ở đây người ta chuộng những cây nhỏ nhỏ vậy nè. Bây giờ mọi người cùng theo chân em và chị em đi hái, đi nhổ cái ngọt nha. Nhổ xong tại mưa quá cho nên đất nó bám vô trong cái này cũng hơi khó nhổ. Về còn lặt rồi phải rửa nữa mới đem đi bán cho người ta được. Cái ngọt nhất luôn, cái ngọt con. Bên kia là hành lá salad. Cái nó tươi tươi cái đọt ấy. Tươi tươi cái lọc lọc cái kia cái kia. Nhìn như 3-4 ngàn cái gì vậy? Cải ngon mà. Gieo dền nhóc luôn đây. Gieo dền này luộc ăn rồi lại nấu canh á, nấu canh tép ngon trời. Này một thiên nhiên nha. Nhóc luôn kìa. Non non không à. Mưa mưa đi lên nhóc luôn. Ngắt những cái đọt đọt gì vậy nè. Thì vô nấu canh tép. Ăn ngon lắm luôn á. Không có thuốc. Này nhóc luôn. Quá trời luôn. Đọt đọt vậy chứ nhỏ. Cái này bán cũng được. Ở dưới đây nhổ cắt ngắt cái rau đọt rau dền vậy nè, rau mồng tơi, rau bên kia kìa, bên kia rau cái gì mình bắt dây á, nhóc luôn, trộn lại đem bán thành rau tập tàng. Bữa nào đi xuống đây bắt ốc rồi. Ốc rồi. Ốc bé tí luôn. Đôn nó mạnh cái giòn ha anh hai. Anh hai, đôn nó mạnh cái giòn à. Chỗ này thì salad nè. Salad gieo như thế này thì chưa có nhổ được đâu, mới lên à. Salad con. Khi mà nông dân ở đây họ gieo cải á mọi người, họ không có gieo một lần là gieo hết nha. Họ sẽ gieo một lần thì sẽ khoảng 5-10 lít trước để cho nó lớn trước. Từ từ sau đó họ mới gieo tiếp bên đây nè. Tại vì nếu mà mình gieo một lần khi mà cải lớn quá thu hoạch không kịp thì nó sẽ bị già và nó không có ngon, bán không được á. Bình bát dây nè mọi người. Quá trời bình bát dây luôn. Đó. Tốt tốt ghê. Nó mọc nó bò tùm lum tùm la hết kìa. Qua bên kia nữa. Cái rau bình bát dây này á. Lấy mình ngắt những cái lá non tốt tốt của mình nấu canh ăn á mọi người. Cũng nấu canh chung với rau dền với hoặc là nấu không cũng được. Ăn với tép á. Ôi ngon quá trời luôn. Ngò rí này gieo chung với salad luôn. Ngò rí thu hoạch rồi á, tại mấy cây con này vẫn còn mọc vậy thôi chứ còn có mấy cọng rồi đâu có bán được.
xuống đây nhổ cải ngọt mà lâu quay không mà đâu có làm ăn gì. Đi cũng để quay một cái bên cá, quay một cái bên cá rất là lắm. Bạch chị đã quay chứ phải chưa à, để cái bộ bạn quay là đọc mấy cái gì ta hết à, đọc hai hai ở ở cái em quay video clip của em đến đây là hết rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người yêu thương và đón nhận video của em. Đừng quên cho em một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ em nữa nha. Cảm ơn mọi người nhiều.